niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 năm 2017, chiều nay 11 tháng 2, tức là 15 tháng Giêng âm lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Ngày thơ Nguyên Tiêu với sự tham gia của gần 200 nhà thơ và nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, cùng đông đảo các em học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Đà Lạt. Với chủ đề Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 năm nay có sự góp mặt gần 20 tác phẩm thơ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, vân vân, đã được trình diễn bằng nhiều hình thức khác nhau như hát múa, đọc, ngâm, vịnh, cho các nhà thơ và các hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng sáng tác và biểu diễn. Dân tộc ta có tinh thần yêu nước nồng nàn và yêu văn chương nghệ thuật hết sức đặc biệt. Ngày thơ Việt Nam được tổ chức hàng năm chính là sự kết nối truyền thống quý báu đó. Đối với người Việt Nam chúng ta thì thơ còn có một ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Ông Ngô Thì Nhậm đã gọi đất nước ta là một đất nước thơ. Và thơ đã cổ vũ cái cuộc sống dựng nước đầy gian khổ và công cuộc bảo vệ đất nước rất là anh dũng của dân tộc. Và từ ngày năm 2013 thì Hội Nhà văn Việt Nam đã lấy rằm tháng Giêng hàng năm là cái ngày thơ Việt Nam. Năm nay là chúng ta tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 với cái chủ đề là đồng hành và sáng tạo. Tinh thần của Ngày thơ Việt Nam năm nay đó là toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đối với những người làm thơ ở Lâm Đồng thì nó còn có thêm một cái ý nghĩa, đó là cổ vũ, động viên, tập hợp lực lượng để xây dựng một cái nền văn học nghệ thuật với nhiều cái thành tích xứng đáng hơn nữa đối với kỳ vọng của nhân dân. Có thể nói Ngày thơ Việt Nam đã thực sự trở thành một lễ hội văn hóa có sức lan tỏa rộng khắp trong tâm hồn mỗi người yêu và làm thơ cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Vì thế, mỗi một lần tổ chức chương trình đã thu hút khá đông đảo hội viên tham gia. Mặc dù ngày thơ diễn ra trong thời gian không dài, nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp, sâu lắng trong trái tim của gần 200 người yêu và làm thơ trong ngày hội đặc biệt này. Mỗi năm ngày thơ đến thì những anh em sáng tác về văn học nghệ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực về thơ, thì đều mong muốn, tức là giới thiệu những cái bài thơ mới sáng tác của mình và cho những người yêu thơ, những người nghe thơ một cái cảm nhận gì đấy về mùa xuân, về đất nước, về Đảng quang vinh, về sự nghiệp. Đối với trường Trung học Trần Phú Đà Lạt thì đây là lần đầu tiên thầy cô và học trò của nhà trường được tham gia cái ngày hội thơ Việt Nam do tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Thì đây là một cái sự kiện mà nói chung là trước nay chưa từng có ở trường. Nó liên quan đến cái phần môn học văn rồi các môn nghị luận xã hội của học sinh và đồng thời nó nâng cao cái đời sống tâm hồn và nâng cao cái thi ca, cái tìm hiểu thi ca Việt Nam. Nó cũng là một trong những mảng kỹ năng sống cho học sinh để giáo dục về tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước. Đây là lần thứ 15 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày thơ Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nhà thơ và người yêu thơ được cất cao tiếng nói của mình, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mùa xuân, v.v. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong mỗi trái tim của con người đất Việt hôm nay và mãi mãi về sau, về truyền thống yêu thơ ca của dân tộc Việt. Sáng ngày 11 tháng 2, Ban Quản lý Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tam Anh, công ty Hồng Bàng và là nghệ sĩ Đào Nguyên đã trồng mới 100 cây hoa anh đào tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt. Đây là đợt trồng hoa anh đào nằm trong chủ trương trồng trên 2.000 cây hoa.